Chính phủ Liban đã quyết định giải ngân 15 triệu đô la để giải quyết tình trạng khan hiếm bánh mì gia tăng ở nước này. Thông tin trên được Bộ trưởng Kinh tế Liban đưa ra hôm qua, dù nhấn mạnh đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Tình trạng xếp hàng dài để mua bánh mì xảy ra trên khắp Liban những ngày qua là lý do khiến chính phủ quyết định giải ngân khoản tín dụng 15,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nhà nhập khẩu, coi đây như một giải pháp trợ giá lương thực hiện giá bánh mì ở liban đã tăng gấp nhiều lần nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng bởi dù có nhiều tiền người ta cũng không thể tìm ra nơi để mua các tiểu thương ở liban hiện chỉ đảm bảo được một lượng bột mì giới hạn phần lớn mua tại thị trường chợ đen thông thường các cửa hàng bánh mì hoàn thành những mẻ bánh vào giữa trưa và chỉ đến một giờ chiều là không còn hàng để bán tôi đã tìm kiếm xung quanh từ sáng nhưng không thể mua được bất cứ chiếc bánh mì nào không một chiếc nào cả tôi phải nuôi con nhỏ trong khi bây giờ đang là tháng ramadan chúng tôi cần ăn chay. Liban phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực, tình trạng khan hiếm đồng đô la Mỹ để giao dịch cũng như việc đồng nội tệ mất giá đến 90% đã đẩy giá lương thực ở nước này tăng gấp hơn 11 lần. Tình cảnh thiếu bánh mì càng trở nên trầm trọng khi Ukraine, nước cung cấp phần lớn lúa mì cho Liban, rơi vào xung đột, trong khi chính Liban mất khả năng dự trữ lúa mì sau vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020.